làm điều này. Họ có thể họ lấy thành công được trụ thứ nhất, trụ thứ ba ở khu đường giữa. Chiến dây Honor lính cầm rất nhiều Carrier đã ra. 5 giây nữa Honor có mặt, tốc biến lên dọn lính. Rất thông minh đến từ Carrier. Số sổ nó có xe. Không cơ hội. Bây giờ ít nhất thì vẫn có lợi thế dành cho bên phía của Tiêu Anh, bởi vì họ đã lấy được cái nhà lính ở khu vực đường dưới, họ sẽ có cái thế lính đẩy liên tục, và do đó cái lượng tầm nhìn của Red Hat ở trong khu vực hang rồng hiện tại rất ít, cho nên họ chỉ có thể một cách thôi, họ phải cử người trâu nhất bên phía đội hình của mình. Barrow bây giờ không thể nào đi trước để chăm mắt được, phải là Biosis đi trước để có thể ít nhất attack con. Gumayusi vừa rồi đã bị lấy đi khá nhiều tài nguyên cả chiêu cuối lẫn cái khăn phép của ta, cái giáp phép của ta. Đúng vậy, và đồng thời là cả dịch chuyển đấy, ta có mặt kịp thời cũng như đồng đội của mình, đó là một dịch chuyển cần thiết. Và cầu máu bất ngờ né nhẹ ra khỏi thiên mệnh khả biến, và ta tập trung cùng với những đồng đội của mình trong cuối Caitlyn để đổi lên trước cuối của Barrett. Thì đương nhiên các thành viên đội tuyển DA cảm thấy thoải mái, nhưng đây là con Barrett sát lực, và thời gian hồi chiều cuối của nó không lâu một chút xíu nào cả. Anh ta có thể hồi lại ở ngay thời điểm mà con rồng xuất hiện sau 10 giây nữa mà thôi, và đó là thứ sẽ có đến từ của Mayusi. Khi nghe đang vòng ra phía sau đứng về phía Tiêu Anh, lúc mà Guma đã không còn phép bổ trợ tốc biến, nhưng Tiêu Anh đánh ở cánh còn lại và họ đang hủy diệt Barrow. Barrow chỉ còn lại một chấm máu, biểu dịch bùng tất cả mọi thứ để có thể rút lui, và đó là một tiếng vòng ra phía sau quá xa đến từ kinh ngân. Và anh ta thấy đồng đội mất máu nhiều thì không dám di chuyển ra nữa. Thế lính đường trên đang được Zika giải quyết. Đây là một tình huống mà King Gen sẽ nhắm chắc chắn vào Guma Yuzi, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. King Gen đang nhìn, đang tìm kiếm. Guma Yuzi đang đứng ở phía chất phía trên của vực hang rồng, và Tiêu Anh biết King Gen đang ở trên, họ cử rớt lên để ngăn chặn King Gen. Nhưng rồng thì sao đây? King Gen lướt xuống hang rồng chung với đồng đội của mình, là cuộc cạnh tranh rồng 50-50 giữa Biosic và Honor. Ai sẽ đem về cái bùa lời quyết định tất cả mọi thứ, chiếc cúp vô địch thế giới? Honor đang từ từ di chuyển vào trong tầm để trừng phạt. Bắt rắc bắt trúng được sử dụng, Kera mất rất nhiều máu. Dịch chuyển endgame à, đang có rồng dành cho Vegas. Dịch chuyển kết thúc phải đấu rồi. Faker đang chạy thẳng xuống khu vực đường dưới, đồng đội của ta đã nằm xuống một người. Faker đang cố gắng chạy nhưng vẫn còn dịch chuyển ở nhà, và Faker cộng với rớt liệu có phải nhà được hay không? King Gen đang chặt thủ bảo vệ nhà chính đầu tiên đã có, nhưng không đủ sắc hơn. Faker nằm xuống và cả rớt cũng tương tự như vậy. Liệu Vegas có thể kết thúc được trận đấu này hay không? Họ đang muốn làm điều này. Phía bên kia Barsic đang lao thẳng vào cản của Mayoshi, quay ngược trở lại đồng hồ con. Những con đồng hồ câu được rất nhiều thời gian. Thời gian lên bảng đến số các thành viên đội tuyển Tiêu Anh hiện tại đang là 45 giây 47 giây, rất dài. Chỉ còn Mera rồi là 19 giây, và Honor cũng là 25 giây nữa cơ. Lính tới ở ngay bên hông, Mayoshi có những cú quy cú e của mình để phòng ngự, nhưng đối phương có thể chặn thẳng vào và vượt qua được áp lực với một con Ekari mang thiên đường chống chịu. Họ làm điều này, họ có thể họ lấy thành công được trụ thứ nhất, trụ thứ ba ở khu đường giữa. Chiến dây Honor lính cầm rất nhiều Carrier đã ra. 5 giây nữa Honor có mặt, tốc biến lên dọn lính. Rất thông minh đến từ Carrier, số sổ nó có xe. Không cơ hội. Và đó là tình huống càng vào đánh nhà. Regenet đánh nhà, chức vô địch thế giới đầu tiên dành cho đẹp. Khoảnh khắc lịch sử của Liên minh huyền thoại khi mà đây là một cú miracle run không tưởng của DX. Từ vòng khởi động đến trận tứ kết là một hành trình kỳ diệu, và họ có được chiếc cúp đầu tiên của đẹp trong sự nghiệp của anh ta. Thật là khủng khiếp, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã quá may mắn khi đã có thể chứng kiến được khoảnh khắc này. Một mùa giải chung kết thế giới quá kinh khủng, nó quá chất lượng, nó quá hấp dẫn. Một kịch bản không ai có thể tưởng tượng ra được. Và cuối cùng, nhân vật chính của chúng ta, Boy Anime, câu chuyện về sức mạnh tình bạn, nó thành hiện thực. Họ quả thực là đã sử dụng sức mạnh tình bạn của mình một cách vô cùng triệt để. Họ bỏ qua những sai lầm của Vasic, tập trung hướng tới một ván thi đấu thứ 5 đầy bản lĩnh. Tất nhiên, sự buồn bã là thứ sẽ có đến từ các thành viên đội tuyển T1, cụ thể là thậm chí là cả vị trí của Faker, bởi vì có lẽ là anh ta cũng không còn nhiều cơ hội để có thể bước tới với những ván thi đấu đỉnh cao như thế này nữa. Một trận chung kết giới đúng là trong mơ, và đến với ván thi đấu thứ 5 thì nó càng trong mơ hơn, và đặc biệt khi mà nó đã bước tới những thời khắc có lẽ là ngoài phút thứ 40. Carrier không phải anh ta là người đã đem về chức vô địch dành cho Dead. Anh ta đã đánh quá tốt trong cặp trận đấu này, và anh ta đã nỗ lực rất nhiều để phòng ngự trong tình huống cuối cùng. Nhưng đúng, có lẽ là do các thành viên đội tuyển Granic đã làm quá tốt mà thôi. Họ làm quá tốt trong ngày thi đấu này, và đặc biệt là Kingan. Kingan có một màn trình diễn chói sáng ở trong cặp trận đấu năm này, và kể cả là những khó khăn của Dead cũng như Barrow có tại khu đường dưới, nhưng Kingan vẫn luôn mang lại một hy vọng dành cho DX để họ có thể lật lại game đấu này. Họ lật lại cả cặp trận đấu năm này và mang lại một chiếc vô địch vô cùng giá trị dành cho xạ thủ của DX cũng như toàn bộ tập thể của họ. Sự run rẩy đến từ Carrier là dễ hiểu. Một năm mà bạn thua
tới hai cặp bèo năm ở hai ván thi đấu thứ năm trong hai giải đấu danh giá nhất. Chúng tôi cũng không còn lời nào nữa để diễn tả về cái chiếc vô địch này của Dev, của King Gen, của Biosic, của Zika và của Barrow. Xin chúc mừng Rồng Xanh, xin chúc mừng DS một lần nữa. Và tới thời điểm hiện tại, Việt Nam Esports TV xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn khán giả dành cho chúng tôi trong kỳ chung kết thế giới này. Bây giờ, xin nhường lại toàn bộ sân khấu này cho màn nâng cấp của DRX. Pleasure to introduce your 2022 One Plus Finals MVP, Kingen. Distance. They were pushed in every possible way, but every member on this team showed up today to bring it like home. They're gonna be like another Baron Steel. Neutrals. Jesus, man. This is the greatest underdog story in the history of League of Legends. Yeah. There's never been a team in world history that has been underestimated in the way that DRX has. And the thing is, it feels weird to call them underestimated because they were rated aptly. They were not good coming into this World Championship, yet the level of growth has been phenomenal. What an incredible experience it has been to watch this team go from where they started to where they are now. World Champions DRX, a team that no one believed possible, have made it. That's the big thing about their story for me, right? Is that they haven't always been this good. Like, they haven't always been they never were, let's be real, projected to win, even at the beginning of today, this world's trophy. And I think that's what makes their story so much better. And like, this is a massive historic run coming from play-ins, being the first team to come up from that. The way they look domestically, barely qualifying to this event at all as Korea's fourth seed, and then looking shaky throughout until they just kept taking wins and kept taking wins. And it really seemed like they gained momentum even in their losses, right? Yeah. Like they took a step back, they readjusted. They didn't always play perfectly, even in this series. Nope. And that makes them just really endearing and such a testament to, I think, in my opinion, I don't know about your experiences, League of Legends, the game as a whole. And I think I've never seen a team bounce back from bad things better than DRX, ever. And maybe part of that is the fact that two of these players came off of a 2-16 summer split just a year ago. Yeah. Right? The org was 2-16 in LCK in 2021.